Cùng với thời tiết thì tuần qua câu chuyện khác ảnh hưởng lớn đến người dân thủ đô chính là tìm chỗ gửi xe. Chiến dịch giành lại vỉa hè của chính quyền đã được tiến hành rất mạnh mẽ, nhưng đi kèm với nó là sự khó khăn của người dân trong việc tìm chỗ gửi xe. Bình thường chỗ gửi xe đã hiếm thì nay lại càng hiếm hơn. Giá vé có nơi tăng lên gấp gần chục lần so với quy định. Phố Cầu Gỗ, Hoàn Kiếm, Hà Nội là một trong những điểm khó gửi xe nhất tại Hà Nội. Đặc biệt đối với những ai muốn tham dự lễ hội hoa anh đào ở khu vực bờ hồ. Trong những ngày gần đây thì cái việc gửi xe ở gần đây thì nó rất là khó khăn bởi vì tương đối là đông và thậm chí có chỗ thì không còn chỗ gửi xe. Có những chỗ gửi xe được thì mức giá khá là cao, phải từ 30.000 trở lên hoặc là hơn như vậy. Bọn em phải gửi ở tận ngay cái lối vào khi mà thế là phải đi bộ cả một đoạn rất là dài mới có thể vào được đây ạ. Còn như ở gần đây thì bình thường như bạn em hay gửi là phải đến 30.000, còn thậm chí hôm nay có lễ hội thì em nghĩ khi phải đắt hơn nữa. Theo người dân, giá trông giữ xe ở các phố xung quanh phố đi bộ đắt hơn là điều bình thường. Nhưng cao lắm, họ cũng chỉ phải trả 10.000 đồng một xe máy. Vậy mà trong những ngày gần đây, mức giá này tăng gấp đôi, gấp 3 so với bình thường và tăng đến chục lần so với quy định. Tại phố Đinh Liệt, phố Gia Ngư, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, các bãi đỗ xe tự phát trồng xe giữa lòng đường như thế này vẫn ngang nhiên hoạt động. Mỗi xe máy gửi ở đây cũng sẽ phải trả 20.000 đồng một xe vào ban ngày và giá tiếp tục tăng lên tới 30.000 đồng một xe vào buổi tối. Để qua mặt lực lượng chức năng, chủ bãi chỉ để vài xe ở gần khu vực trông giữ xe có phép của quận Hoàn Kiếm. Các xe còn lại được chủ xe cất giữ ở cách đó một đoạn. Dù Hà Nội đang trong cao điểm xử lý vi phạm lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, nhưng người dân vẫn chưa thực sự có lối đi của riêng mình.